trận tranh tài trước, Voi Cận Thị đã lập kỷ lục mới, lần thứ 5 chinh phục ngôi vị vua mặt nạ. Anh ấy đã đánh bại rất nhiều giọng ca xuất sắc để nắm vững quyền trường của mình. Ngày hôm nay, Voi Cận Thị đang mong chờ để tạo nên lịch sử lần thứ 6 đăng quang và trở thành vua mặt nạ của Mặt Nạ Ngôi Sao mùa đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn 3 đối thủ rất mạnh sẵn sàng đối đầu với Voi Cận Thị: Tê Giác Xơ Xác Yêu Ca Hát, Mèo Bánh Bèo và Cánh Cụt Vỗ Cánh Bay. Cuộc tranh tài cuối cùng sẽ là chiến thắng tuyệt đối của Voi Cận Thị hay sự đổi ngôi ngoạn mục của 3 nghệ sĩ mặt nạ còn lại. Hãy sẵn sàng để chứng kiến những khoảnh khắc bất ngờ cuối cùng của Mặt Nạ Ngôi Sao mùa đầu tiên. Trận chiến bắt đầu!